Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một tuần trôi qua và thật tuyệt vời khi ngày hôm nay chúng tôi lại có dịp được gặp lại quý vị trong chương trình Sáng Tạo Việt. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày thì những vết thương ngoài da, đặc biệt là do bỏng, là những vết thương mà chúng ta vẫn thường gặp phải. Nếu như không quan tâm và có cách điều trị đúng thì nó không chỉ gây những phiền toái trong sinh hoạt mà còn dẫn đến những biến chứng sau này. Vì thế mà trong trình Sáng Tạo Việc ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ và giới thiệu tới quý vị những ý tưởng và những giải pháp công nghệ để bào chế ra những chế phẩm điều trị các vết thương ngoài da hay là những vết thương do bỏng từ những cây thuốc nam. Và bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị hai đội chơi sẽ tham gia chương trình của chúng ta hôm nay. Đội chơi đầu tiên, đội THC. Đội chơi thứ hai xin được giới thiệu các thành viên của đội BKMT. Còn bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn hai thành viên ban giám khảo. Xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Dương Trọng Hiếu, chủ nhiệm Đông Phương Y Quán. Thành viên ban giám khảo thứ hai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Phạm Gia Điền, trưởng phòng công nghệ hóa chất sinh học, Viện Hóa học, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần giới thiệu của từng đội chơi. Xin mời các bạn đội THC ạ. Kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả theo dõi chương trình Sáng Tạo Việt. Đội của chúng tôi mang tên THC đến từ Viện Dược liệu. Tôi là Đào Anh Hoàng và người cùng chơi là Lê Thị Xoan. Đến với chương trình, chúng tôi mong muốn được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Rất mong nhận được sự ủng hộ, góp ý của ban giám khảo, đội cùng chơi và quý vị khán giả. Đội thứ hai xin mời đội BKMT. Xin kính chào ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả đến với chương trình Sáng Tạo Việt. Đội BKMT chúng tôi đến từ Viện Kỹ thuật Hóa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tôi là Nguyễn Thị Xuân, bên cạnh tôi là tiến sĩ Trần Thượng Quảng. Chúng tôi đến đây với tinh thần giao lưu, học hỏi, trao đổi kiến thức. Rất mong được sự cổ vũ của tất cả quý vị khán giả cho hai đội chơi chúng tôi. Và ngay lúc này chúng tôi xin mời quý vị cùng với hai đội chơi chúng ta bước vào phần chơi đầu tiên của chương trình, phần chơi mang tên Tuổi Trẻ Sáng Tạo. Việt Nam có một hệ sinh thái phong phú và đa dạng, có tiềm năng to lớn về chủng loại các cây thuốc nam. Vì vậy, ngay từ xa xưa, có rất nhiều những phương thuốc y học cổ truyền trong dân gian đã được sử dụng hiệu quả trong việc chữa và điều trị bệnh, trong đó có một số bệnh phổ biến như bỏng và các bệnh ngoài da. Tuy nhiên, với nhu cầu sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ngày một tăng cao như hiện nay, thì việc tìm kiếm, bào chế ra nhiều bài thuốc hơn nữa từ cây thuốc nam có một vai trò vô cùng quan trọng, từ đó phát huy hơn nữa giá trị của những bài thuốc cổ truyền trong dân gian, giúp hỗ trợ hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và góp phần vào sự phát triển lâu dài, bền vững của ngành y dược Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần chơi đầu tiên và chơi mang tên Tuổi Trẻ Sáng Tạo. Chắc hẳn là với phóng sự đầu tiên của chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả cũng đã biết được chủ đề chúng tôi dành đến với hai đội chơi là gì. Đó chính là giải pháp công nghệ mới hỗ trợ hiệu quả công tác chữa bỏng và các bệnh ngoài da bằng các dược liệu từ cây thuốc nam. Với chủ đề này thì các đội chơi của chúng ta sẽ đưa ra những cách giải quyết, đó cũng chính là những ý tưởng và sự sáng tạo riêng của đội mình. Chúng tôi hy vọng là các đội chơi ngay ở những thử thách đầu tiên các bạn sẽ thể hiện tốt điều đó trong vòng 2 phút để thuyết phục ban giám khảo. Ban giám khảo của chúng tôi sẽ dành mức tiền thưởng tối đa đến cho mỗi phần trình bày của các đội chơi, đó chính là 3 triệu đồng dựa trên 3 tiêu chí sau đây: tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tế. Sau đây sẽ là 2 phút dành đến cho các thành viên của đội THC. Xin mời ạ. Xin kính chào ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả. Sau đây, thay mặt đội THC đến từ Viện Dược liệu, tôi xin trình bày ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu bán tổng hợp tetrahydrocucumin THC và bào chế kem thoa THC bảo vệ da. Nghiên cứu cho thấy thì cucumin chính là một trong những thành phần hoạt chất chính của củ nghệ. Cucumin có rất nhiều các hoạt tính sinh học, đó chính là tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, tác dụng chống ung thư, tác dụng làm trắng da, chống tia UV. Tuy nhiên, việc sử dụng cucumin cho các sản phẩm rất hạn chế do cucumin có màu vàng gây mất thẩm mỹ cũng như là làm vấy bẩn những cái sản phẩm tiếp xúc. Qua nghiên cứu chúng tôi được biết tetrahydrocucumin THC là một sản phẩm chuyển hóa của cucumin trong cơ thể. Về thành phần cấu trúc, tetrahydrocucumin THC thì có cấu trúc khá tương tự như cucumin. Nghiên cứu cho thấy THC có hoạt tính chống oxy hóa, tính kháng viêm mạnh hơn hẳn cucumin, tác dụng làm trắng da, chống tia UV vượt trội so với sản phẩm cucumin. Đặc biệt cái sản phẩm này có màu trắng, vì vậy rất là có tiềm năng trong việc ứng dụng trong công ngành công nghiệp mỹ phẩm. Trên đây là quy trình bán tổng hợp THC từ nguyên liệu cucumin được đưa vào cái thiết bị phản ứng áp lực cao PA với cái nguồn khí hero với áp suất 43. Chúng tôi sử dụng xúc tác là niken ranê trong dung môi acetone. Sau
3 giờ phản ứng ở nhiệt độ 70 độ C, chúng tôi thu được hỗn hợp phản ứng. Hỗn hợp phản ứng này sau khi được lọc và được kết tinh trong dung môi N-hexan và etinacetat, sản phẩm THC thu được được tinh chế qua sắc khí cột silica gel, chúng tôi thu được THC tinh khiết, và từ cái sản phẩm THC tinh khiết chúng tôi sử dụng để bào chế kem bôi da. THC được hòa tan trong acetone và được phân tán trong propylene glycol để làm tăng cường cái khả năng phân tán của THC. Pha dầu gồm có acid stearic, alcohol ethylic, pha nước thì gồm có các chất chống oxy hóa như natri meta bisulfite, dinatri ethylate, diethanol amin. Sau quá trình phối trộn thì chúng tôi thu được kem THC 0,25%. Kem này có tác dụng bảo vệ da trước tia tử ngoại, làm trắng da và cân bằng độ ẩm cũng như là ngăn chặn sự lão hóa của da. Trên đây là ý tưởng sáng tạo của đội THC chúng tôi. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ ban giám khảo. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn bạn. Chúng ta đã vừa lắng nghe phần trình bày của các thành viên đội THC. Và sau đây chúng tôi chờ đợi những ý tưởng và sự sáng tạo của các thành viên đội BKMT. Xin mời ạ. Xin kính chào ban giám khảo, xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sáng tạo Việt. Sau đây tôi xin trình bày cái ý tưởng của đội BKMT, đó là chế tạo xà phòng dùng trong phòng và chống bệnh ngoài da từ cây muồng trâu. Trong y học cổ truyền, muồng trâu có hai công dụng chính, đó là chữa bệnh ngoài da và làm thuốc nhuận tràng. Một số các công trình nghiên cứu khoa học trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã nghiên cứu về tác dụng diệt khuẩn kháng nấm của cây muồng trâu. Sau đây là quy trình chế tạo cao chiết lá muồng trâu. Từ lá muồng trâu được sấy khô và xay tạo thành bột lá muồng trâu. Bột lá muồng trâu sau khi được sấy khô và xay ra được loại chất béo với N-hexan. Sau đấy chúng tôi chiết với cồn ethanol 80% để thu được dịch chiết. Và từ dịch chiết này chúng tôi loại bỏ dung môi, chúng tôi thu được là cao chiết. Cao chiết này được đem đi thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng vi sinh vật kiểm định. Sau đấy thì chúng tôi sẽ phối hợp để chế tạo xà phòng. Từ dầu thực vật chúng tôi tiến hành xà phòng hóa bằng cách là cho phản ứng với lại NaOH. Sau khi xà phòng hóa chúng tôi thu được dịch xà phòng A. Dịch xà phòng A này chúng tôi phối trộn với cao chiết. Chúng tôi phối trộn ở giai đoạn này bởi vì sao? Bởi vì ở đây xà phòng vẫn chưa được tách ra và ở dạng dung dịch, và khi phối trộn vào nó sẽ được phân tán đều vào trong xà phòng. Sau khi mà phối trộn và đều rồi thì chúng tôi sẽ thu được một cái dịch xà phòng B đã được phối trộn, và sau đấy thì chúng tôi mới tiến hành đông tụ xà phòng bằng cách là sử dụng dung dịch muối ăn bão hòa, và sau đấy chúng tôi sẽ lọc và ép để thu được xà phòng lá muồng trâu. Xà phòng lá muồng trâu này sẽ được đi kiểm tra về chất lượng, về cái độ kiềm và kiểm tra về cái khả năng kháng khuẩn, kháng vi sinh vật của sản phẩm. Đây là ý tưởng của đội BKMT. Xin cảm ơn sự theo dõi của ban giám khảo và quý vị khán giả. Quý vị thân mến, với chủ đề là giải pháp công nghệ mới hỗ trợ hiệu quả công tác chữa bỏng và các bệnh ngoài da bằng các dược liệu từ cây thuốc nam, mỗi đội chơi tham gia chương trình ngày hôm nay đã đưa ra những cách giải quyết riêng. Và sau đây chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem ban giám khảo sẽ nhận xét và đánh giá như thế nào. Ngành nghề của các bạn thì là một bên là dược, một bên là bách khoa. Nhưng mà cố gắng tìm hiểu thêm khi mà chúng ta định đặt vấn đề cải tiến hoặc là sáng tạo một vấn đề. Tôi lấy thí dụ như là đưa nghệ vào trong điều trị, đưa cái cây muồng trâu vào trong điều trị. Thế thì mình phải tìm hiểu thêm một chút nữa là điều trị bệnh ngoài da hiện nay có trên 200 bệnh ngoài da. Thế thì chúng ta phải khu trú nó lại thì cái nó mới có cái sức thuyết phục. Thế cũng như là cái cây muồng trâu ấy, trong quảng cáo thì bao giờ người ta cũng nói quá lên, nhưng mà trong thực tiễn ấy, thì người ta chữa cái hắc lào và một cái là để nhuận tràng. Thế thì chúng ta làm được hai cái đã là tuyệt vời rồi. Nhận xét của ban giám khảo đối với lại đội 1, đội THC của Viện Dược liệu. Chúng ta được biết là curcumin có màu vàng, cho nên nếu các bạn mà làm kem và bôi trên da thì nó để lại cái màu vàng hoặc nó dây ra quần áo, cho nên là không được mỹ quan. Cho nên các bạn chuyển cái curcumin màu vàng sang cái tetrahydrocurcumin màu trắng để mà có thể làm kem được và hoạt tính của nó vẫn mang được cái hoạt tính tốt. Đây là một cái ý tưởng rất là sáng tạo. Đối với lại đội 2 là đội BKMT của Đại học Bách Khoa Hà Nội thì đây là một cái ý tưởng rất là tốt, bởi vì hiện nay sử dụng nguồn nguyên liệu thực vật để làm thuốc là đang được khuyến khích.
các bạn đã biết sử dụng dịch chiết từ cây mùng trâu để chế tạo ra được một cái sản phẩm để chống nấm. Đây là một cái ý tưởng cũng rất là hay. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta cần phải xem xét một số các cái yếu tố. Cái thứ nhất tức là chúng ta phải tìm được cái hoạt chất của nó ở trong này. Thế thì cái hoạt chất chúng ta biết được thì chúng ta mới biết được cái quy trình chiết tách nó ra. Cái thứ hai là cái xử lý cái chất đó với lại phối trộn để làm xà phòng thì cũng phải nghiên cứu xem là khi kết hợp với xà phòng thì cái hoạt chất này nó còn hoạt tính hay không. Thế cho nên là đối với cái đề tài của bên đội BKMT Đại học Bách Khoa Hà Nội thì chúng tôi cho điểm như sau. Đánh giá về chỉ tiêu 1 về tính mới của giải pháp công nghệ, chúng tôi cho 800 điểm. Đánh giá về trình độ sáng tạo của giải pháp công nghệ thì chúng tôi cho 800 điểm. Và khả năng ứng dụng thực hiện hóa ý tưởng chúng tôi cho là 700 điểm. Đối với lại đội 1 THC của Viện Dược liệu thì ban giám khảo chấm cho điểm như sau. Thứ nhất là đánh giá về tính mới của giải pháp công nghệ thì được 800 điểm. Về cái tiêu chí 2, đánh giá về trình độ sáng tạo thì được 700 điểm. Và cái tiêu chí thứ 3, khả năng ứng dụng, thực hiện hóa ý tưởng và khả năng thương mại hóa thì được 800 điểm. Xin cảm ơn ban giám khảo. Xin chúc mừng cả hai đội chơi. Với phần trình bày vừa rồi thì các bạn đã giành được những mức tiền thưởng như sau. Xin chúc mừng hai thành viên của đội THC, các bạn đang có là 2.300.000 đồng. Xin chúc mừng. Và 2.300.000 đồng đó cũng chính là mức tiền thưởng đang có trong quỹ của hai thành viên đội BKMT. Xin chúc mừng các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với những cơ hội tiếp theo của chúng tôi dành cho hai đội chơi ở phần chơi thứ hai, phần chơi mang tên Đi tìm nhà sáng chế. Từng là thương binh, mang trên mình vết thương rất nặng, tưởng chừng như không thể qua khỏi. Nhưng bằng nghị lực sống phi thường của mình, ông đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật, vượt lên số phận để trở thành một lương y nổi tiếng. Ông là lương y Đào Viết Hoàn, thôn Đồng Ấu, xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Từ mối ân tình với sư cụ Thích Đàm Lương ở Chùa Trắng, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội, đã tận tình cứu chữa bằng phương thức chữa bệnh sinh cơ, nuôi thịt điều trị vết thương, vết bỏng, lại thêm thấu hiểu những khó khăn vất vả của người bị bỏng. Ông Đào Viết Hoàn đã quyết tâm thừa kế và phát triển phương thức chữa bệnh sinh cơ này lên thành bài thuốc chữa bỏng mỡ sinh cơ, giúp điều trị cho người bị bỏng trên khắp các địa phương trong cả nước. Bài thuốc chữa bỏng mỡ sinh cơ với bí quyết gia truyền, thành phần chủ yếu là cây dược liệu có sẵn trong tự nhiên, có tác dụng hút dịch mủ, nhanh chóng nuôi tạo da mới để điều trị cho bệnh nhân bị bỏng. Bài thuốc chữa bỏng mỡ sinh cơ của tác giả đã được Sở Y tế Thái Bình công nhận là bài thuốc chữa bỏng gia truyền có hiệu quả cao trong điều trị bỏng cho người dân, với nhiều ưu điểm và khả năng chữa trị vượt trội. Thuốc được điều trị kết hợp với bôi trên gạc đã tẩm nước muối sinh lý và vắt khô, thay thế cho phương pháp bôi thuốc trên gạc khô như hiện nay, đã giúp cho bệnh nhân mỗi khi thay băng, tháo băng ở vết thương, băng thường không bị dính, tạo cảm giác êm dịu, hạn chế đau đớn cho người bệnh. Đặc biệt khi điều trị bằng bài thuốc chữa bỏng mỡ sinh cơ, vết bỏng, vết thương sẽ không còn bị nhiễm trùng, nhanh chóng tái tạo da mới. Kết quả thực tế trong quá trình điều trị cho bệnh nhân bỏng cũng giúp giảm nguy cơ để lại di chứng sẹo, giữ được nét thẩm mỹ cho người bệnh. Những ưu điểm trên không chỉ mang lại kết quả điều trị tốt cho người bệnh mà còn rút ngắn thời gian, công sức chăm sóc bệnh nhân, tiết kiệm chi phí điều trị. Những tấm bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, giải ba cuộc thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc năm 2013 và giải thưởng Hải Thượng Lan Ông về công tác y dược cổ truyền là những giải thưởng vô cùng quý giá và đầy ý nghĩa đối với lương y Đào Viết Hoàn. Qua đó cũng khẳng định những đóng góp to lớn của người thương binh này trong cuộc đấu tranh gìn giữ hòa bình cho Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với phần chơi thứ hai của chương trình Sáng tạo Việt, Đi tìm nhà sáng chế. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị khách mời tham gia vào phần chơi thứ hai của chương trình tuần này, đó chính là tác giả của bài thuốc trị bỏng mỡ sinh cơ. Xin được giới thiệu lương y Đào Viết Hoàn ạ. Tôi là lương y Đào Viết Hoàn, thôn Đồng Ấu, xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, là thương binh hạng 1/4, hạng loại đặc biệt. Xin gửi lời chào đến ban giám khảo và các đội chơi và các khán giả đang theo dõi trên truyền hình trên cả nước. Lời trước tiên chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới lương y Đào Viết Hoàn
Lương Nghi đã dành thời gian để đến với chúng tôi. Và theo như những gì mà chúng tôi được biết, Lương Nghi đã từng là một người lính và hiện nay đang là thương binh với những thương tích rất là nặng. Vậy cơ duyên nào đã đưa Lương Nghi đến với bài thuốc trị bỏng mỡ sinh cơ? Khi tôi bị thương thì phải điều trị tại quân y viện 108 và 103 với nhiều những vết thương rất nặng, tưởng chừng như là không qua khỏi. Mà thời điểm lúc đó là có một vết thương ở bàn chân là nó không liền, được quân y viện 103 tức là B3 ghép ra 4 lần mà không liền, vẫn bị hoại tử và lộ xương. Thế thì được sự giới thiệu của các thầy thuốc quân y viện 103 là giới thiệu tôi vào sư cụ Thích Đàm Nương ở chùa Trắng, thôn Hữu Lê, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội để đắp lá thuốc nam. Thế thì tôi xin phép đơn vị và đơn vị tôi đưa tôi đến nương nhờ cửa Phật. Thế rồi cụ đắp lá cho tôi và sau đó hướng dẫn tôi tự đắp. Thế từ đó thì tôi ở chùa là từ năm 82 đến năm 87, vừa điều trị này vừa rèn luyện này, cũng như là ăn dưỡng. Thế mà tôi học hành là tìm hiểu sách, là đọc rất nhiều tài liệu khoa học, dược học. Tôi thấy là những cây thuốc nam gần gũi với thiên nhiên có tác dụng giảm đau rất tốt và là nuôi thịt rất là mong lành cho vết thương. Thế sau đó thì tôi về gia đình và từ đó tôi mới nghiên cứu sáng tạo và kế thừa cái dược cổ truyền của Hội Phật giáo Việt Nam và tôi bào chế thành công ra cái thuốc gọi là thuốc mỡ sinh cơ. Vâng, tại sao chúng ta đặt cái tên là mỡ sinh cơ ạ? Tại vì tôi thấy là chính bản thân mình, cái vết thương của bàn chân của tôi khi nó lộ xương mà xương nó đen, mỗi một ngày là đắp vào thì tôi thấy nó phát triển cái da non ấy, cái tế bào hạt nó lên rất là nhanh. Thế thì tôi gọi nó là cái thuốc mỡ sinh cơ. Đầu tiên tôi về không nghĩ là mình làm nương y để chữa bệnh, mà cơ sở chữa bệnh. Thế mà tâm nguyện của tôi là thương binh, là bộ đội Cụ Hồ. Thế thì về thì từ làng xóm, quê hương, người thân, người nhà, thế rồi đến thấy nó có hiệu quả. Thế rồi tiếng lành đồn xa, bà con cứ đến, chứ tôi cũng không quan trọng là chỗ là mình mở phòng mạch hay là mình chữa bệnh để nhu cầu cuộc sống. Và tôi cống hiến, tức là phục vụ cho người bệnh. Bởi khi tôi sống được là nhờ được sự đùm bọc của đồng bào, chiến sĩ cả nước trong những năm nước nhà rất khó khăn. Nên là cho tôi vào chùa để tu dưỡng, rồi là học hành cho đến nơi đến chốn. Hôm nay trưởng thành và sáng tạo được cái bài thuốc như thế này. Vâng. Và cái thuốc mỡ sinh cơ này của tác giả gồm những thành phần như thế nào ạ? Thành phần dược liệu của thuốc mỡ sinh cơ chủ yếu là tinh nghệ xay xong chắt lọc, thế là sáp ong và một số tá dược khác, vì bí quyết gia truyền nên tôi không xin phép công bố cụ thể. Vâng. Thế mà hiệu quả xã hội của nó thì rất là tốt. Riêng cái thuốc mỡ sinh cơ này, khi mà người bệnh ấy, không phải là điều trị cho bệnh nhân bỏng, mà tất cả các bệnh nhân có vết thương phần mềm, ví dụ người bị bệnh bị tai nạn xe máy xất sát rồi nở đầu chốc đầu, hoặc là người nằm lâu ngày nó bị nhoét, nhiều bệnh nhân bị nhoét nộ gân nộ xương, đắp cái thuốc này vào thì nó kích thích cái tế bào bên dưới phát triển rất là tốt, rất là nhanh. Thứ hai là mỗi khi, ưu điểm của nó là mỗi khi thay băng tháo băng không cần nhỏ nước muối sinh lý, mà tháo băng nó không dính, từ chỗ nó không dính nó không làm tổn hại đến cái tế bào đương phát triển bên dưới, nên là người bệnh cảm thấy êm dịu này và dễ chịu, không đau đớn này. Thứ hai là vết thương nó không bị tổn thương, chứ phát triển bên dưới thì nó rất nhanh liền. Vâng. Cách sử dụng cái bài thuốc này có phức tạp không ạ? Đơn giản đấy, không có gì là phức tạp cả. Bởi vì dùng cái thuốc ở trong này nó là mỡ. Nó là mỡ thì bây giờ là người bị thương, thế là bắt đầu lấy cái đĩa như người ta khám họng đấy, hoặc là nếu không có đĩa thì lấy cái kéo hay lấy cái gì đó mình cán cái thuốc lên trên cái gạc ấy, cắt đắp vào vết thương. Thế xong thêm một lần gạc không có thuốc lên trên nữa rồi bắt đầu băng lại. 24 giờ thay băng một lần. Nếu như mà để bớt cái tỷ lệ dùng kháng sinh, tôi thường thay băng cho bệnh nhân ngày 2 lần. Thì những bệnh nhân nặng quá tôi mới dùng kháng sinh, còn chủ yếu không dùng kháng sinh. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tác giả Đào Viết Thoàn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng tập trung tới hai đội chơi. Từ đầu phần chơi thứ hai, các bạn đã được xem phóng sự của chúng tôi và cũng đã được trực tiếp nghe những chia sẻ của Lương Nghi Đào Viết Thoàn về bài thuốc trị bỏng này. Nhiệm vụ của các bạn trong phần chơi thứ hai là đầu tiên các bạn sẽ đưa ra những cái sự đóng góp, ý kiến của mình, những ý tưởng của các bạn, những kinh nghiệm, những kiến thức các bạn đang học tập và nghiên cứu để các bạn dành đến cho bài thuốc trị bỏng này của tác giả Đào Viết Thoàn, với hy vọng là sẽ có nhiều công dụng hơn, hoặc cũng có thể là sẽ được nhân rộng hơn trong xã hội để nhiều người dân chúng ta có thể được tiếp cận và được chữa trị. Chúng tôi cũng chờ đợi các bạn sẽ có thể kế thừa từ cái ý tưởng cũng như là từ bài thuốc này của Lương Nghi Đào Viết Thoàn để các bạn đưa ra được một cái giải pháp công nghệ mới, một bài thuốc mới của riêng các bạn. Và sau khi chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên, các bạn sẽ đến với nhiệm vụ thứ hai của chương trình. Và ở nhiệm vụ thứ hai này thì Lương Nghi Đào Viết Thoàn sẽ giúp chúng tôi đưa ra một câu hỏi thử thách dành cho hai đội chơi.
Các thành viên ban giám khảo của chúng tôi sẽ dành mức tiền thưởng tối đa cho phần chơi thứ hai này của mỗi đội chơi, đó là 3 triệu đồng, cũng dựa trên các tiêu chí, đó là tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tế, những tiêu chí rất quan trọng. Chúc các bạn sẽ thành công. Và ở phần chơi thứ hai này thì chúng tôi chờ đợi những sự đóng góp, ý tưởng và ý kiến của hai thành viên đội BKMT. Xin mời các bạn. Xin kính chào ban giám khảo, xin kính chào Lương Y, Đào Viết Thoàn, xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình. Sau đây tôi xin thay mặt đội BKMT đưa ra một số ý kiến về sản phẩm của Lương Y. Thứ nhất là sản phẩm của Lương Y thì dạng mỡ, khi bôi vào các cái vết thương hở, chúng ta phải kiểm tra rất là kỹ về cái vấn đề, xem thử nó có vi khuẩn hay không. Cho nên chúng ta cần xem kiểm tra xem sản phẩm của chúng ta có hàm lượng vi khuẩn, vi sinh vật kiểm định bên trong của sản phẩm hay không, rất là quan trọng. Và đồng thời chúng ta cũng kiểm tra xem thử là nó có thể diệt được các cái loại khuẩn nào, diệt được các cái loại vi sinh vật nào. Đối với sản phẩm này, khi mà người sử dụng, người ta mua về thì người ta lại phải dùng các cái vật dụng để bôi lên gạc. Do đó thì để mà người sử dụng có thể dễ dàng sử dụng hơn thì chúng ta có thể là tạo trước lên các cái gạc đã được hấp tiệt trùng. Người sử dụng người ta mang về thì chỉ cần đắp lên vết thương là được. Và về vấn đề sản phẩm thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra xem thử là thời hạn của sản phẩm là bao lâu nếu chúng ta muốn đưa ra thị trường. Tôi xin hết ạ. Xin cảm ơn đội BKMT. Và tiếp theo là thời gian chúng tôi dành cho các thành viên của đội THC. Trước tiên thì cũng đội cũng xin hoàn toàn đồng ý với những ý kiến góp ý của đội BKMT. Và đội chúng tôi cũng có thêm một số ý kiến khác ạ. Thứ nhất là theo như mong muốn của bác là bác mong muốn được cái sản phẩm này được lưu hành rộng rãi, được Bộ Y tế công nhận, thì đội THC cũng có một số góp ý. Thứ nhất là để một cái sản phẩm thuốc được lưu hành thì nó phải đăng ký, các nguyên liệu đầu vào phải được tiêu chuẩn hóa để đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm đồng đều nhất. Thứ hai là để cái sản phẩm này được lưu hành thì ngoài việc tiêu chuẩn hóa cái dược liệu đầu vào thì nó cần phải được thử thêm một số những cái thử nghiệm khác, thử trên động vật thí nghiệm hoặc là thử tính an toàn, thử các cái thông số về thuốc khác ạ. Tiếp theo là cái nọ này thì thứ nhất là vẫn chưa kín, như vậy là cần phải có thêm một cái phần màng chắn ở phía trên để cho nó kín ạ. Về mặt thẩm mỹ thôi ạ, tức là cái nhãn và cái hộp nó vẫn còn đơn giản ạ. Khi mình thay đổi các cái hình thức của cái nhãn này thì có thể tạo cái tâm lý cho người tiêu dùng là tốt hơn ạ. Và tiếp theo là cái phần về cái dạng bào chế ạ. Đây là dạng bào chế thuốc mỡ ạ. Vì vậy là cái dạng thuốc mỡ này có thể cần được cải tiến thêm ạ. Tức là vẫn là dạng thuốc mỡ nhưng có thể dùng thêm những cái tá dược khác mà khi đó bôi vào có thể tăng được cái hiệu quả điều trị của bác hơn. Và ngoài ra cũng có thể chuyển sang dạng khác như là dạng kem. Xin cảm ơn đội THC. Thưa tác giả, với những ý kiến đóng góp vừa rồi của hai đội chơi, tác giả thấy sao ạ? Cảm ơn của hai đội chơi. Thì cái thứ nhất là tôi trả lời như thế này để cho hai đội chơi hiểu luôn về cái thuốc này. Từ khi tôi điều trị cho đến giờ bản thân tôi bị thương, anh em đồng đội là thương binh, đến người nhà, đến làng xóm quê hương, đến người bệnh trên cả nước, chưa có bệnh nhân nào bị nhiễm trùng và chưa có bệnh nhân nào bị tai biến, chưa có một bệnh nhân nào bị tử vong. Cho đến giờ phút số bệnh án theo dõi như ngày hôm nay là trên 23.000 rồi. Các đội chơi đóng góp với Lương Y như tôi là trước hết trân trọng và cảm ơn, thì bản thân cũng rút kinh nghiệm mà cố gắng làm cái gì hiệu quả xã hội mà làm đẹp cho xã hội được thì càng nhiều càng tốt. Xin trân trọng và cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn tác giả. Và bây giờ thì tác giả sẽ giúp chúng tôi đưa ra một câu hỏi thử thách dành cho hai đội chơi. Tôi mong mỏi như thế này, tâm tôi nghĩ thì chỉ được đến thế thôi, mà cũng chỉ làm như thế là hết mức rồi. Xin phép hai đội chơi nè, cùng đồng hành với tôi tư vấn để bổ sung cái dược liệu gì vào trong cái thuốc mỡ sinh cơ này để hiệu quả của nó nhân đôi, tức là nhanh khỏi bệnh này, mang lại thẩm mỹ cho con người này, tràn lại chức năng đau đầu hậu tập cho người bệnh này. Câu hỏi vừa rồi của tác giả cũng chính là thách thức mà chúng tôi dành đến với hai đội chơi. Và bây giờ chúng tôi xin mời các bạn đội THC, các bạn sẽ trả lời trước ạ. Sau đây đội THC xin có một số ý kiến để trả lời câu hỏi của tác giả. Trong cái thành phần của bài thuốc này, theo được biết bác đã công bố thì bột nghệ là thành phần chính, và người ta đã chứng minh rằng cái cucumin trong nghệ nó đóng góp hầu hết cái tác dụng của cái nghệ đó. Và cái ý tưởng của đội là bán tổng hợp ra cái tetrahydrocucumin, vì vậy cái đó cũng có thể được sử dụng trong cái bài thuốc này và thay cho cái nghệ. Cái đấy có thể cải thiện được về mặt màu sắc, về mặt thể chất của cái thuốc mỡ này, từ đó là cải thiện về mặt sử dụng, ưu điểm hơn cái bột nghệ đang dùng. Thứ hai là ngoài cái sáp ong và mỡ chăn, bác có thể thêm một số tá dược khác để làm tăng cái khả năng hấp thu của cái dược chất này qua da. Ví dụ như trong đề tài của chúng tôi có sử dụng là propylene glycol hoặc là glycerin,
thì cái đó nó làm tăng cái sức bám dính và tăng hấp thu của cái dược chất là curcumin trên da. Đó là cái câu trả lời của đội THC để nhằm có thể là giúp cho cái bài thuốc này sẽ hiệu quả hơn, từ đó thì khả năng hồi phục là cao hơn và thẩm mỹ sau khi hồi phục cũng tốt hơn ạ. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn đội THC. Lúc này chúng tôi đang chờ đợi câu trả lời của các bạn đội BKMT. Xin mời. Xin kính thưa Lương Y Nguyễn Viết Thoàn, để mà cái sản phẩm của bác có thể tốt hơn, đội BKMT sẽ có cái ý tưởng, đó là thứ nhất thì bác bổ sung thêm vào cái thành phần là lá đu đủ, vì là trong lá đu đủ nó có thành phần nó làm phân hủy protein, tức là papain, thì nó có thể làm cho cái protein mà bám lên nó bị phân hủy đi. Cái thứ hai nữa thì theo những cái tài liệu của cháu tìm hiểu về cây muồng trâu ấy, thì nó chữa được cái lang bang đấy, hắc lào, và diệt được rất tốt một số cái khuẩn, thì cháu nghĩ là bác có thể thêm cái lá muồng trâu vào cái thành phần mà bác tạo cái nấu cao để tạo ra cái mỡ này, thì làm cho cái quá trình diệt khuẩn và nó tốt hơn, và có thể là nó làm lành vết sẹo tốt hơn. Cháu xin hết. Xin cảm ơn đội BKMT. Và thưa tác giả, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe câu trả lời của hai đội rồi ạ. Tác giả có suy nghĩ gì? Xin cảm ơn hai đội chơi rồi tôi xin lắng nghe và tiếp thu. Nhưng mà cũng không phải là làm ngay được một sớm một chiều, bởi vì tôi là người điều trị, tức là thêm bớt cái điều chỉnh như thế nào để cho nó hiệu quả, thì xin tiếp thu cái ý kiến đóng góp của hai đội chơi rồi. Thế cố gắng là làm thế nào là hiệu quả các bài thuốc nó đã tốt rồi, tốt hơn, tốt nhiều hơn nữa. Xin trân trọng và cảm ơn. Vâng, và có lẽ là cái cuộc gặp gỡ của Lương Nghi, Đào Viết Thoàn cùng với hai đội chơi sẽ không chỉ dừng lại trong cái phạm vi chương trình ngày hôm nay, mà chúng tôi rất hy vọng là sau chương trình này thì các bạn đội chơi cũng như là Lương Nghi, Đào Viết Thoàn sẽ có cái sự kết hợp với nhau để chúng ta có thể đưa đến người dân những cái sản phẩm tốt hơn và hiệu quả hơn nữa. Đó là mong muốn của tất cả chúng ta và cũng là mong muốn của chúng tôi khi thực hiện chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn Lương Nghi, Đào Viết Thoàn rất nhiều ạ. Và sau đây xin mời quý vị sẽ cùng hướng tập trung vào hai thành viên ban giám khảo để chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi xem là ban giám khảo đánh giá và nhận xét như thế nào cho phần trình bày cũng như là những câu trả lời của hai đội chơi. Xin mời ban giám khảo ạ. Đội trả lời đầu tiên là BKMT là đội của Bách Khoa ấy. Có một cái hay ở chỗ là các bạn học Bách Khoa mà sau lại các bạn lại biết tìm được một cái chuyện là phải làm kháng sinh đồ nhỉ. Đây là một cái tuyệt vời, cái ý của các bạn là tuyệt vời, là đóng góp cho tác giả đấy, là rõ ràng phải làm kháng sinh đồ thì chúng ta mới tiêu chuẩn hóa và dần dần muốn đưa ra thế giới thì phải có tiếng nói cụ thể chứ. Cái thứ hai tức là bôi trước bôi sau ấy, thì cái này cũng có thể được, nhưng mà các bạn phải tính đến cái chuyện là nếu chúng ta sản xuất như cái kiểu thành phẩm hoàn chỉnh rồi mà, thì cái thời gian bảo quản có bằng là để hai cái dạng riêng ra đến khi sử dụng thì chúng ta mới hòa vào nhau không? Thì cái này là nên tính toán. Thế còn đối với đội THC thì rõ ràng đây là sở trường của các bạn là lĩnh vực dược. Thứ nhất, các bạn đã góp ý được cho tác giả là phải có cái tiêu chuẩn hóa đầu vào và tiêu chuẩn hóa đầu ra. Chúng ta cứ nói với nhau theo cái kiểu tình cảm, tức là tôi làm thế này rồi, ông chấp nhận rồi, thế thì đứng về mặt pháp lý không được đâu, không được đâu. Cho nên là các bạn bổ sung cho tác giả như thế tôi cho là rất chuẩn. Cái thứ hai tức là các bạn có gợi ý về cái chuyện là có thêm tá dược để làm cho nó bớt cái sẹo lồi, sẹo rúm để cho tăng cái thẩm mỹ, tôi cho là cái này cũng tốt. Và cái thứ ba các bạn góp ý tức là cái nút của tác giả hiện nay sản xuất ấy, nó không kín, thì cái môi trường sống của chúng ta hiện nay quá là ô nhiễm. Thế mà không kín thì rõ ràng là khó nói về cái chuyện là vô khuẩn được. Thì tôi thấy là đội THC đúng với sở trường, cho nên là các bạn trả lời được những cái ý tôi cho là rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Ý kiến của ban giám khảo về việc đóng góp kế thừa và phát triển bài thuốc mỡ sinh cơ của Lương Y, Đào Viết Thoàn thì đội THC của Viện Dược Liệu đã có những cái ý kiến
bổ sung về phần tiêu chuẩn hóa dược liệu. Đây là một cái phần rất quan trọng để chế tạo một bài thuốc, phải cần những các cái dược liệu được tiêu chuẩn hóa. Thứ hai là cái dạng mỡ thuốc sinh cơ này có thể bổ sung một số các cái hóa chất hoặc là những cái dược liệu để có thể tăng được cái hoạt tính của nó lên. Cụ thể là bổ sung cái hoạt chất THC, tức là tetrahydrocurcumin, vào để làm cho cái sản phẩm có cái màu sắc trắng bắt mắt, và thứ hai là hoạt tính của cái hoạt chất curcumin trong củ nghệ tăng lên. Đấy là những các cái đóng góp rất là tốt của đội THC. Về đội BKMT Đại học Bách khoa Hà Nội bổ sung, thứ nhất là tạo ra cái gạc mà đã bôi sẵn cái mỡ này lên rồi, thì đấy cũng là một ý tưởng sáng tạo. Tuy nhiên thì cái việc là bôi mỡ lên trước cái gạc này và sau đóng gói thì chúng ta gặp vấp phải một cái khó khăn, tức là cái chất lượng của sản phẩm nó không được lâu bền như là ở trong thuốc, ở trong hộp mỡ. Về tính sáng tạo là bổ sung thêm cao chiết của dịch mùn trâu, đây cũng là một cái ý tưởng hay. Tuy nhiên thì cái phần nghiên cứu về cái thành phần hóa học của dịch chiết từ cái cây mùn trâu phải được khảo sát tác dụng cộng hợp với lại những cái chất có sẵn ở trong cái mỡ sinh cơ của tác giả. Thì theo nhận xét của chúng tôi thì chúng tôi cho điểm như sau. Thứ nhất là ý kiến đóng góp kế thừa và phát triển đội THC được 1.400 điểm. Về ý kiến đóng góp của đội BKMT Đại học Bách khoa Hà Nội được 1.300 điểm. Đối với lại nội dung 2 là trả lời câu hỏi thách thức của tác giả sáng chế thì ban giám khảo đánh giá như sau. Đội THC Viện Dược liệu được 1.400 điểm, đội BKMT được 1.300 điểm. Xin cảm ơn ban giám khảo. Một lần nữa chúng tôi chúc mừng cả hai đội chơi. Với việc vượt qua thử thách vừa rồi, các bạn đã tiếp tục có thêm được những mức tiền thưởng cụ thể như sau. Xin chúc mừng các bạn đội THC, các bạn có thêm là 2.800.000 đồng, nâng tổng số tiền đang có trong quỹ của đội THC lên con số 5.100.000 đồng. Xin chúc mừng. Còn đội BKMT, các bạn đã có thêm là 2.600.000 và hiện nay các bạn đang sở hữu số tiền thưởng trong quỹ của mình 4.900.000 đồng. Xin chúc mừng. Trước khi kết thúc phần chơi thứ hai, chúng tôi những người thiện chương trình hôm nay cũng xin được gửi lời cảm ơn tới hai thành viên ban giám khảo, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Gia Điền và Giáo sư Tiến sĩ Dương Trọng Hiếu đã đồng hành cùng với chúng tôi ở hai phần chơi đầu tiên này. Xin được trân trọng cảm ơn ạ. Sản xuất và chế biến nông sản của nước ta vẫn phụ thuộc khá lớn vào lao động thủ công, khiến cho chất lượng sản phẩm và giá trị thương phẩm của nông sản vẫn còn thấp, chưa kích thích được bà con nông dân đầu tư vào phát triển kinh tế nông nghiệp. Chương trình Sáng tạo Việt số 26 tuần tới với chủ đề Giải pháp công nghệ mới giúp thay thế sức lao động con người, tăng năng suất hiệu quả trong việc chế biến nông sản sẽ giới thiệu đến quý vị những ý tưởng sáng tạo cùng cuộc tranh tài sôi động của hai đội chơi là đội Thân Nông đến từ Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và đội ATH đến từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đặc biệt mời quý vị cùng gặp gỡ tác giả Hà Kim Tới đến từ Phú Thọ để tìm hiểu về giải pháp công nghệ mới rất thú vị, máy rui sắn. Mời quý vị và các bạn đón xem Sáng tạo Việt, đánh thức tiềm năng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đến với phần chơi thứ ba của chương trình vật chơi mang tên Lựa chọn thông minh. Và trong phần chơi này chúng tôi sẽ có hai câu hỏi dưới dạng câu hỏi lựa chọn dành cho các đội chơi của chúng ta. Đội nào có câu trả lời chính xác và đưa ra phương án lựa chọn trước, đội đó sẽ có được 500.000 đồng. Đội trả lời chính xác nếu như đưa ra câu trả lời sau sẽ chỉ có 300.000 đồng thôi. Vì thế mà việc đưa ra sự lựa chọn sớm là rất quan trọng để các đội chơi có được mức tiền thưởng tối đa cho mỗi cơ hội. Trước khi đến với câu hỏi đầu tiên, sau đây chúng tôi xin mời hai đội chơi cùng quý vị khán giả sẽ theo dõi đoạn phim tình huống thứ nhất của chương trình. Đây này. Nào, anh có biết chơi đâu, đừng có động vào. Em biết làm như một mình em biết chơi không bảo. Chẳng thế, anh có biết chơi đâu. Anh ơi, anh sếp mình thì sao ấy? Ủa giời ơi, sếp là 2 ngày nữa mới về cơ mà. Sếp nhỉ? Ui giời chị... ơi, rảnh rỗi quá nhỉ. Đang trong thời gian làm việc đấy.
Thì bọn em cũng đang làm việc mà. Bọn em đang nghiên cứu thị trường chị. Mà này, sếp đi nước ngoài về xinh hơn đi nhá. Không phải Nịnh, đang có việc gấp đây. Sao đấy hả sếp? Làm việc ở nước ngoài có vấn đề trục trặc à? Bên công ty Groot âm và tôi làm việc, họ muốn hợp tác với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, mà chúng ta lại không phải loại hình đấy, thế mới khó. Có gì đâu à? Thế bây giờ chúng ta chuyển đổi hướng kinh doanh, trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, thế là xong à? Ui giời ơi, việc này tôi cũng đã nghĩ tới rồi, nhưng tôi sợ thời gian thành lập lâu, chi phí và điều kiện để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ khá khắt khe. Thời hạn đầu tư mà ngắn, liệu có xứng đáng để chúng ta đầu tư hay không? Về thủ tục thì em không nắm rõ, nhưng nếu như chúng ta chuyển đổi thành doanh nghiệp khoa học công nghệ thì chúng ta sẽ được hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi của nhà nước đấy chị ạ. Cụ thể là như thế nào? Cụ thể là chúng ta được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, được hưởng những chính sách ưu tiên cho đầu tư tín dụng và được miễn phí trước bạ khi chúng ta đăng ký quyền sử dụng đất. Thế thì hay quá. Nếu vậy, chúng ta sẽ tiến hành làm ngay để được hưởng chính sách ưu đãi đó. Nhưng giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có hiệu lực trong bao nhiêu lâu và mình được hưởng chế độ ưu đãi đó đến khi nào? Ôi, khoản này thì em biết. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ sẽ có thời gian sử dụng là 20 năm kể từ ngày cấp ạ. Anh lại không tìm hiểu kỹ rồi. Theo như em biết ý, thì giấy chứng nhận đó có hiệu lực trong suốt thời gian mà doanh nghiệp hoạt động, sản xuất kinh doanh. Còn kinh doanh còn hoạt động thì sẽ còn được hưởng ưu đãi, thì sẽ còn được. Làm gì có chuyện đấy. Không, tôi cũng nghĩ theo ý kiến của Hương. Loại hình doanh nghiệp này được hưởng rất nhiều chế độ ưu đãi. Đúng. Thì giấy chứng nhận đó phải có hiệu lực cho đến khi kết thúc thời gian được hưởng chế độ miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp chứ. Nội dung của đoạn phim tình huống vừa rồi cũng chính là nội dung trong câu hỏi đầu tiên chúng tôi dành đến với hai đội chơi. Và câu hỏi như sau. Theo quy định, giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có hiệu lực trong bao lâu kể từ ngày được cấp? A. 20 năm kể từ ngày được cấp. B. Cho đến khi kết thúc thời gian hưởng chế độ miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Và C. Trong suốt thời gian doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Hai đội chơi đã có sự lựa chọn khác nhau. Các bạn đội BKMT lựa chọn A, còn đội THC lựa chọn B. Thưa quý vị, điều 9 Nghị định 80/2007 NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ có quy định về hiệu lực của giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ như sau. Thứ nhất, giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là căn cứ để xem xét thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 2. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có hiệu lực kể từ ngày được cấp cho đến khi kết thúc thời gian hưởng chế độ miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Như vậy, phương án chính xác đó chính là phương án B. Xin chúc mừng đội THC. Các bạn đội THC sẽ có thêm 500 màn đồng và hiện nay các bạn đang sở hữu số tiền thưởng trong quỹ của mình ở mức 5.600.000. Xin chúc mừng. Và đội BKMT rất đáng tiếc với câu trả lời không chính xác vừa rồi nên các bạn vẫn giữ nguyên số tiền thưởng đang có trong quỹ của mình từ trước, đó chính là 4.900.000 đồng. Trước khi đến với câu hỏi số 2, chúng tôi xin mời hai đội chơi cùng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi phim tình huống tiếp theo của chúng tôi. Chúng ta cứ thống nhất như vậy đi. Đây, mời anh. Cảm ơn anh. Đấy, em thấy không? Nhanh gọn, chỉ một chữ ký thôi. Dạ. Là công ty mình đã bán được 500 máy gieo hạt đa năng. Vâng ạ. Xem ra sản phẩm này đắt hàng đấy em ạ. Vì anh ơi, đắt hàng quá đi chị ạ. Chứ nếu mà mình hợp tác với cái lão Việt đấy á, thì mình vừa phải trả cái tiền sáng chế cho lão ấy này. Mà hơn nữa công ty mình ấy, làm gì được đứng tên cái sáng chế đâu. Đúng, dạ. Em rất thông minh. Dạ. Chỉ một tí xíu sáng chế của em thôi, một tí xíu thay đổi thôi, là đã đem lại lợi nhuận cho công ty rất là lớn rồi. Lần này em sẽ có thưởng lớn đấy. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Rôm rả quá anh. Anh Nam, công ty Nhật Minh của anh làm ăn kiểu gì vậy? Anh này ở đâu ra đấy? Em không biết ạ. Bảo vệ đâu? Bảo vệ đâu? Thôi, hai người đừng có làm trò và diễn kịch. Tôi đã có đầy đủ bằng chứng đây này. Tôi hỏi anh, công ty của các anh không đồng ý mua sáng chế của tôi vì chê là giá cả đắt đỏ. Thế tại sao các anh ngang nhiên sử dụng rồi bán sản phẩm máy gieo hạt đa năng của tôi là sao? Anh Việt ạ, anh không thể nói như vậy được. Anh nhìn ảnh sản phẩm của công ty anh đi. Anh nhìn thấy chưa? Ảnh anh gửi đến đúng không? Khác hoàn toàn so với sản phẩm của công ty tôi. Như vậy anh không thể nói là chúng tôi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được. Tôi sẽ không cãi nhau với anh, mà chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án. Rất hân hạnh. Đây chị xem,
Đây toàn bộ là hồ sơ, chứng cứ, có cả ảnh chụp. Theo chị, chúng ta đã đủ chứng cứ để kiện họ ra tòa chưa? Anh tự thu thập chứng cứ xâm phạm như thế này là rất tốt. Tuy nhiên, để có đủ cơ sở chắc chắn, đủ căn cứ để kết luận hành vi xâm phạm của họ, thì tốt nhất anh nên trưng cầu giám định. Trưng cầu giám định? Ừ. Nhưng mà theo tôi được biết ý, thì chỉ có một là tòa án, hai là cục sở hữu trí tuệ thì mới đủ thẩm quyền để trưng cầu giám định. Chứ còn tôi thì tôi làm gì đủ thẩm quyền? Không, anh có thể gửi đơn lên Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ để yêu cầu giám định nếu như có căn cứ cho rằng sáng chế của anh đang bị xâm phạm. Nội dung của phim tình huống vừa rồi cũng chính là vấn đề chúng tôi đặt ra trong câu hỏi số 2 dành đến với hai đội chơi. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi. Anh Việt phát hiện sáng chế máy gieo hạt của mình đang bị công ty Nhật Minh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp và muốn thu thập chứng cứ để làm rõ căn cứ vi phạm. Theo quy định, anh có thể chủ động yêu cầu trưng cầu giám định để phục vụ cho quá trình xử lý vi phạm không? A. Có, vì anh là chủ thể quyền sở hữu công nghiệp nên có quyền trưng cầu giám định. B. Không, chỉ có cục sở hữu trí tuệ mới có quyền trưng cầu giám định. Và C. Là không, chỉ có tòa án mới có quyền trưng cầu giám định. Hai đội đã đưa ra sự lựa chọn của mình, đó chính là phương án A. Đáp án của chúng tôi cũng là phương án A. Xin chúc mừng cả hai đội chơi đã có câu trả lời hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, luật sở hữu trí tuệ quy định rất chặt chẽ về vấn đề xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, tổ chức cá nhân bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu cơ quan thực thi xử lý vi phạm bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Một trong các căn cứ quan trọng để phục vụ cho quá trình xử lý vi phạm là kết luận của tổ chức giám định của cơ quan, tổ chức có chức năng giám định về sở hữu trí tuệ, về hành vi, vụ việc vi phạm. Trong quá trình xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, chủ thể yêu cầu xử lý vi phạm, cơ quan xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đều có thể trưng cầu giám định để phục vụ cho quá trình xử lý vi phạm. Như vậy, phương án chính xác của chúng ta đó chính là phương án A. Và chúng tôi xin chúc mừng cả hai đội chơi với câu trả lời chính xác này. Các bạn đội THC, mặc dù trả lời chính xác nhưng vì đưa ra câu trả lời sau nên các bạn có được 300 ngàn đồng. Hiện nay các bạn đang sở hữu số tiền trong quỹ của mình, đó chính là 5.900.000. Xin chúc mừng. Và đội BKMT với câu trả lời chính xác và các bạn đã đưa ra phương án trả lời trước nên các bạn sẽ có được 500 ngàn đồng. Hiện nay thì đội BKMT đang sở hữu số tiền 5.400.000 đồng. Xin chúc mừng. Quý vị thân mến, như vậy là cả hai đội chơi của chúng ta đã vượt qua hai thử thách trong phần chơi thứ ba này. Và hiện tại chúng ta cũng đã biết được sau 3 phần chơi thì đội nào sẽ tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong vòng chơi đặc biệt. Đương nhiên rồi ạ, đó chính là đội chơi có mức tiền thưởng cao nhất trong quỹ của mình. Là hai thành viên của đội THC với mức tiền thưởng là 5.900.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng với hai thành viên của đội THC bước vào vòng chơi đặc biệt của Sáng Tạo Việt tuần này. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng chơi đặc biệt của Sáng Tạo Việt. Quý vị và các bạn thân mến, vòng chơi đặc biệt ngày hôm nay của chương trình đã dành đến cho hai thành viên của đội THC. Và hiện nay thì các bạn đang sở hữu số tiền thưởng, đó chính là 5.900.000 đồng. Chúng tôi hy vọng là một lát nữa các bạn sẽ ra về không chỉ với mức tiền này đâu, mà còn có thêm chiếc điều hòa thương hiệu Simikura với công nghệ tiên tiến của Nhật Bản và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Chúc các bạn sẽ có được 5 câu trả lời chính xác tương ứng với 5 câu hỏi của chúng tôi đưa ra trong vòng 60 giây. Và cũng trong thời gian này thì các bạn sẽ có tối đa là 2 lần trả lời cho một câu hỏi ạ. Chúc các bạn thành công và hãy sẵn sàng để chúng ta đến với 60 giây. 60 giây bắt đầu. Câu 1. Giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch đã từng giữ chức vụ bộ trưởng đầu tiên của bộ nào sau đây? A. Bộ Quốc phòng, B. Bộ Y tế, C. Bộ Giáo dục. B. Chính xác. Câu 2. Quê hương của giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch là tỉnh thành nào sau đây? A. Bình Định, B. Quảng Nam, C. Đà Nẵng. B. Không chính xác. Câu 3. Ông được sinh ra vào năm nào? A. Năm 1909, B. Năm 1919, C. Năm 1929. C. Không chính xác. Câu 4. Giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch từng theo học tại trường đại học nào sau đây? A. Đại học Y Huế, B. Đại học Y Thành phố Hồ Chí Minh, C. Đại học Y Hà Nội. B. Không chính xác. Câu 5. Ông là một trong những chuyên gia nghiên cứu nổi tiếng thế giới về bệnh gì? A. Bệnh xương khớp, B. Bệnh lao, C. Bệnh tim mạch. C. Không chính xác. Câu hỏi số 2. Quê hương của giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch là tỉnh thành nào sau đây? A. Bình Định, C. Đà Nẵng. C. Rất đáng tiếc, không chính xác. Và như vậy là
Hai thành viên của đội THC đã không thể nào vượt qua được 5 câu hỏi của chúng tôi trong vòng thời gian là 60 giây. Mặc dù thời gian vẫn còn, nhưng khi các bạn quay trở lại câu số 2 để trả lời lần thứ 2 thì các bạn vẫn chưa tìm ra được đáp án. Chúng ta cũng đã biết được phương án của câu số 2, đó chính là A, Bình Định. Ở câu hỏi số 3, giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch được sinh vào năm 1909 chứ không phải là phương án C như các bạn đã lựa chọn. Câu số 4, giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch từng theo học tại trường Đại học Y Hà Nội. Phương án C. Câu số 5, ông là một trong những chuyên gia nghiên cứu nổi tiếng thế giới về bệnh lao ạ, chứ không phải bệnh tim mạch. Thưa quý vị và các bạn, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là một nhà khoa học y khoa Việt Nam, giáo sư tiến sĩ khoa học, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch có nhiều công trình nghiên cứu y học được đánh giá cao ở trong và ngoài nước. Ông là một trong những chuyên gia có tên tuổi về bệnh lao trên thế giới với 80 bài nghiên cứu về bệnh lao đã được đăng tải trên nhiều tạp chí khoa học ở Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, Mỹ. Quay trở lại với hai thành viên của đội THC, rất đáng tiếc là các bạn đã không vượt qua được thử thách của chúng tôi nên chiếc điều hòa thương hiệu Simigra sẽ vẫn ở lại với chương trình. Các bạn sẽ tạm biệt chúng tôi ra về với số tiền thưởng cao nhất trong chương trình tuần này, đó chính là 5.900.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, Nam Dược chính là kho tàng dược liệu quý giá của dân tộc. Và nếu như chúng ta biết phát huy tiềm năng cũng như là có thể khai thác triệt để hiệu quả từ những cây thuốc nam thì sẽ mang lại những giá trị to lớn trong việc chữa trị, điều trị bệnh cũng như đảm bảo sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên để làm được việc này thì cần phải ứng dụng các sáng chế, những giải pháp công nghệ trong quá trình bào chế cũng như cần có sự chung tay góp sức của toàn cộng đồng xã hội, của các nhà nghiên cứu và các nhà đầu tư. Chương trình Sáng tạo Việt của chúng tôi ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị.